Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Cảm ơn các em đã đăng ký vào khóa học. Như vậy thì bây giờ trong clip này thầy sẽ hướng dẫn em giải bắt đầu từ bài 121 em nhé. Rồi, chúng ta có bài 121. Tính. Như vậy ở đây chúng ta có cái biểu thức M bằng là 2 1/3, đây là hỗn số này, cộng số thập phân, chia âm 4 1/6, cộng 3 1/7, cộng 7,5. Hả nào? Như vậy thì ở đây các em cần phải tính. Nếu mà theo thứ tự thực hiện cái tính thì các em sẽ tính ở trong hai cái ngoặc này trước, sau đó các em thực hiện tới phép chia này, và cuối cùng là chúng ta thực hiện ở phép cộng ở đây. Đó là trình tự phép tính chúng ta cần phải thực hiện. Hả nào? Thì như vậy thì M bằng, bây giờ tất cả thầy sẽ đưa hỗn số với số thập phân này về phân số hết, được chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có là 2 × 3 + 1, 2 × 3 = 6 + 1 = 7, 7/3 3,5 nghĩa là 35/10, thì chúng ta thu gọn chia cho 5 thì nó sẽ còn lại là 7/2. 7 chia 2 nghĩa là bằng 3,5 đây, được chưa nào? Chia ghi lại 4 × 6 bằng 24, cộng 1 đây nghĩa là âm 25/6, cộng 3 × 7 bằng 21, cộng 2 đây nghĩa là 22/7, cộng 7,5 để ở đây, được chưa? Em hiểu không nào? Tiếp tục M bằng, em sẽ quy đồng mẫu. Như vậy thì mẫu chung ở đây chính là bằng 6, đúng không nào? Nhưng mà em lấy 6 chia 3, 6 chia 3 thì được 2 × 7, 7 × 2 cộng cho 6 chia 2 thì được 3 × 7. Đó, chia. Ở đây mẫu chung của chúng ta là 42. 42 chia cho 6 thì được 7 nhân ở đây. Cứ làm chậm chậm từng bước như vậy các em. Cộng 22, 42 chia cho 7 thì được 6 nhân ở đây. Cộng 7,5 ở đây. Được chưa? M bằng, như vậy thì 7 × 2 = 14, cộng 21/6, chia ở đây là âm 25/7, 25 × 7 15, rồi âm 175, cộng ở đây cho 621, 132 đúng không nào, trên cho 42 cộng đây cho 7,5. Đó, ok, ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra, lấy 14 cộng cho 21 thì sẽ bằng 35/6, chia âm 175 cộng cho 132 thì sẽ bằng là 5 3 7, âm 43 các em, âm 43/42 đúng không, cộng 7,5, được chưa? Như vậy thì chúng ta có là M chia thì chúng ta sẽ nhân nghịch đảo, như chúng ta lấy 35/6 nhân cho 42/40 13 cộng cho 7,5, được chưa nào? Như vậy thì tiếp tục M bằng, kem thái 42 chia cho 6 thì đây còn 1, ở đây được 7 này, đúng chưa? Như vậy thì kem sẽ lấy 7 nhân cho 35, 7 × 5 = 5 + 3, 7 × 3 = 21 + 3 = 24. Ha, âm ở đây chúng ta viết nguyên tử đi, phần 43, 7,5 này thầy sẽ viết trở thành là gì, 15/2 ha. Đó. Tiếp tục chúng ta tiến hành quy đồng, tiến hành quy đồng tiếp. Như vậy mẫu chung ở đây sẽ là 2 × 43 là bằng 86. Như vậy thì các em sẽ lấy âm 245 chúng ta nhân cho mấy, 86 chia cho 43 thì được 2 × 2 = 2, 15 nhân ở đây chắc chắn là 43. Phải khá dài nghe mà. Chỉ còn cách như này làm như vậy thôi các em. 2 × 245. Mấy đứa nhỏ hàng xóm này chơi đúng ồn mà các em. 2 × 245 thì sẽ bằng là gì? Âm 019 490 ha. Phần 86 cộng ở đây cho 15 × 43. 15 × 43. Rồi, cái này số hơi lớn nên nhẩm không nổi nên bấm máy tính đi. Cái nào nhẩm nổi thì làm việc việc ha. 645 phần 86, như vậy kem lấy 645 trừ cho 490
490. Như vậy thì nó sẽ bằng là 155 phần 86. Vậy M bằng 155 phần 86. Đó chính là kết quả cuối cùng nha. Khá là dài anh em ha. Ok, các em xem thử nha. Các em có rùi không em? Nhà thầy mùa hè cho rùi ghê rùi. Đang quay mà cứ nó bôi bôi vào người, khó, nó khó chịu em. Vậy nói nhà thầy ở dơ đâu nha. Do cái mùa sinh sản của nó em. Khí hậu nóng ẩm, mưa rồi nắng. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 122 nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài 122 em. Biết rằng x cộng cho âm 4,5 nhỏ hơn y cộng cho âm 4,5, y cộng cho 6,8 này dương nó nhỏ hơn z cộng cho 6,8. Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần. Nhớ là tăng dần nha, tăng dần từ nhỏ đến lớn nha. Như vậy thì các em để ý này, giải này, các em thấy cộng lại như này thì anh này và anh này tự trừ tiêu nhau này. Như vậy từ cái biểu thức này chúng ta sẽ suy ra x như thế nào so với y, à sẽ nhỏ hơn y, có đúng chưa nào? Như vậy chúng ta ta có này, vì x cộng cho âm 4,5 nhỏ hơn y cộng cho âm 4,5. Như vậy thì từ đây thầy sẽ suy ra được x sẽ nhỏ hơn y, ta ký hiệu thầy đây là 1. Đó nào, tương tự như vậy y cộng cho 6,8, cái dương đây chúng ta có thể bỏ được này nha, nhỏ hơn z cộng cho 6,8 à, thì từ đây chúng ta suy ra y so với z thì cái nào lớn hơn, à z sẽ lớn hơn, ta ký hiệu đây là 2. Như vậy thì các em thấy x nhỏ hơn y mà y nhỏ hơn z thì chứng tỏ x nhỏ hơn y và nhỏ hơn hơn z, phải không? Từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được x này sẽ nhỏ hơn y và sẽ nhỏ hơn hơn z. Vậy thôi, bài này khá là đơn giản. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang bài 123 các em nhé. Ta có bài 123 các em. Biết rằng x trừ về trừ âm x trừ cho trừ 3,8 nhỏ hơn y trừ cho trừ 3,8 với lại y trừ cộng 7,5 z trừ cho 7,5 nhỏ hơn ha. Hãy sắp xếp các cái số x, y, z theo thứ tự giảm dần. Nhớ là giảm dần, hồi nãy ở bài 122 là tăng dần thì từ nhỏ tới lớn, bây giờ giảm dần thì chúng ta sắp xếp từ lớn tới nhỏ. Đó nào, như vậy thì ở đây các em làm cách làm tương tự giống như bài 123 122 thôi. Nhưng mà thì ở đây các em vì x trừ cho trừ 3,8 nó nhỏ hơn y trừ cho trừ 3,8 thì từ đây thì suy ra x so với y thì cái nào lớn hơn, à cái y này sẽ lớn hơn, có đúng không nào? Tương tự như vậy y trừ cho cộng 0,75 nó nhỏ hơn là z trừ cho cộng cho 7,5 thì chúng ta cũng suy ra, ta suy ra y như này so với z em, à nó cũng nhỏ hơn z. Như vậy đây là 2, chúng ta có là từ 1 và 2 chúng ta suy ra x sẽ nhỏ hơn y, nhỏ hơn z. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại theo chiều sắp xếp giảm dần thì ở đây là tăng dần rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta giảm dần rồi, chúng ta sắp xếp z trước rồi từ y rồi từ x, như vậy z đó. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang bài 124 em nhé. Ta xem tí nào, các em muốn ghi chép thì chúng ta bấm dừng lại các em nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 124 em. Biết rằng x cộng y thì bằng 9,8 mà trong khi đó x của chúng ta như là x cộng y là bằng 9,8 này, trong khi đó x của chúng ta bằng âm 3,1.
không tính toán hay so sánh x, y và không. Như vậy thì ở đây các em thấy là ban đầu chúng ta chỉ tính được cái x này so sánh với số 0, ta đã so sánh được chưa? À, đã so sánh được rồi. Nhưng mà x này lớn không hay nhỏ không? Đây là số âm thì nó sẽ nhỏ hơn không. Và chắc chắn x cộng y bằng 9/8 mà x bằng âm 3.1 thì chắc chắn y này dương hay hay âm? À, y này sẽ là dương. Phải nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra, ta suy ra x này nó sẽ như nào so với số 0 em? À, nhỏ hơn không. Với lại là y này như nào so với số 0? À, lớn hơn không. Các em có hiểu không? Và đồng thời chúng ta có là gì? Nên chúng ta vậy chúng ta có không chính giữa đây so với x so với y, thì ở đây sẽ là x và đây sẽ là y, được chưa nào? Rồi ta có bài 125 game nhé. Ta có 325 em. Biết rằng x trừ y, cái bài này giống như bài 124 hả? X trừ y thì bằng trừ 5, trong khi đó y chúng ta bằng âm 6. Không tính toán hay so sánh x, y và không. Như vậy thì nhìn vào ban đầu các em thấy là y này á, nhỏ hơn không hay lớn không? Và y này là nhỏ hơn không? Các em thấy thế nào? Như vậy thì x trừ trừ y, nghĩa là trừ trừ thành cộng. Như vậy thì cộng 5 thành loại cộng 6, nghĩa là x cộng 6 bằng trừ 5, thì chứng tỏ x này chính là một cái số âm. Thế nào? Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra cái y này so với số 0 trước đó chính là nhỏ hơn 0, và cái x này như so với số 0 thì nó như nào các em? À, nó cũng nhỏ hơn 0, được chưa nào? Nhỏ hơn 0. Ok. Và đồng thời chúng ta thấy cái x như thế nào so với cái y các em? Nếu như mà ở đây á, các em thấy là y mà bằng âm 6, nghĩa là x cộng cho là x cộng 6 bằng âm 5, thì x này nó sẽ bằng tới âm 11 rồi. Như vậy chứng tỏ là chúng ta vậy, x sẽ nhỏ hơn y và đồng thời phải nhỏ hơn 0. Đó. Được chưa em? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 126 nhé. Ta có bài 126 nha. Tìm x biết rằng câu A, 3 nhân cho 10 nhân x sẽ bằng 111. Như vậy ban đầu á, các em cứ coi cả cái này là x lớn. Như vậy các em có công thức là gì? A nhân x bằng B, thì suy ra x nó sẽ bằng b chia cho chia a, được chưa? Như vậy thì coi cả cái này là x, thì các em sẽ là x này, cái ngoặc này sẽ bằng là b chia a. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra 10 nhân x sẽ bằng 111 chia cho 3 trước, mà 111 chia cho 3 thì bằng 30 17. Tiếp tục lại áp dụng công thức này một lần nữa, như vậy chúng ta cũng suy ra x này sẽ bằng 37 chia cho 10 thì sẽ bằng 3.7. Em hiểu nào? Vậy x bằng 3.7. Đó. Rõ chưa? Chúng ta đi sang câu B. Là 3 nhân cho 10 cộng cho x sẽ bằng 111. Ở đây cái bước đầu tiên chúng ta làm cũng tương tự, các em cứ coi cái ngoặc này, nhưng có sự khác biệt là ở đây là phép nhân này và đây là phép cộng này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em cũng suy ra thì cái ngoặc này sẽ bằng 10 cộng cho x sẽ bằng 111 chia cho 3. Được không? Rồi. Như vậy 10 cộng x cứ ghi lại để đó, như vậy đây bằng 37. Bây giờ chúng ta chuyển với đổi dấu thôi. Như vậy chúng ta suy ra x này sẽ bằng, chuyển số 10 này qua đây đổi dấu. Như vậy bằng 37 trừ cho 10 thì bằng 20. 17, ta kết luận vậy. X sẽ bằng 20. 17. Dễ không em? Các em nhìn thầy câu A với câu B đi. Thầy gấp giấy lại làm cho em câu C, câu D nhé. Được chưa? Nó không đáng cái đồng tiền của em bỏ ra chứ phải không? Cái clip này thì các bạn không đăng ký không được xem đâu các em.
không thể nào xem được. Tại vì thầy up trên cái kênh này mà. Thấy không? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu C các em nhé. Ta có câu C em, 3 cộng cho 10 nhân x bằng 111. Đó. Như vậy thì ở đây các em thấy là gì? Ở đây là cộng này. Phải không? Thì bây giờ theo thầy thì chuyển cái số 3 này này qua đây đổi dấu. Như vậy thì ở đây chúng ta có 10 nhân cho x bằng 111 trừ cho 3. Như vậy 10 nhân x này sẽ bằng 111 trừ cho 3 thì bằng 108. Như vậy chúng ta suy ra x này sẽ bằng 108 này chia cho 10 thì sẽ bằng 10,8. Ta kết luận vậy x sẽ bằng 10,8. Ok. Ta sang câu D. 3 cộng cho 10 cộng cho x và bằng 111. Bài này thì còn dễ hơn nữa, giống như lớp 6 các em ha. Ban đầu chúng ta chuyển số 3 này qua đổi dấu. Đây người ta không ghi, nghĩa là cộng chuyển thành trừ, nghĩa là 10 cộng x bằng 111 trừ cho 3. 10 cộng cho x sẽ bằng là 108. Đúng chưa các em? Ở đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 108 trừ cho 10 thì sẽ bằng bao nhiêu các em? Bằng 98. Ta kết luận ở đây vậy x sẽ bằng 98. Như vậy thì phần này các em đã hiểu chưa nào? Đó,